Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đêm nay chuyển tới các bạn truyện ngắn Dòng chảy cuộc đời của tác giả Vĩnh Thông qua giọng đọc Hùng Sơn. Chiếc ghe cập lại ở một bến khá vắng. Xung quanh là một màu xanh trải mênh mông của đồng lúa và những đám rẫy. Nhà cửa chỉ lưa thưa vài nóc và cái nào cũng lụp sụp, đúng hơn là những cái chòi giữ lúa của nông dân. Định bụng chạy ra phảng kinh rồi mới ghé lại ăn cơm, nhưng cũng quá buổi mà chưa người nào có gì vào bụng, nên chị hai kêu đậu ghé lại ăn cho xong bữa rồi đi tiếp. Chiếc ghe dần tấp vào bờ kinh. Tôi chạy ra chiếc mũi buộc dây vào gốc cây gần đó rồi chở vô. Chiếc ghe tròng chành một lúc rồi nằm yên. Có tiếng bìm bịp kêu đâu đó, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy. Thỉnh thoảng có bầy chim xà xuống xôn xao, rồi có vài con lại dướn mình bay khỏi các lùm cây, tạo ra những âm thanh mỏng xé ngang cái tĩnh mịch của một buổi trưa nắng tràn. Vài ba con cua bò chậm chạp bên mé nước, mấy đàn cá lìm kìm bơi quanh ghe, vắng lặng một cách lạ lùng. Trong ghe, mâm cơm chỉ vỏn vẹn có ba người: chị hai, con Nhi và tôi, với vài món ăn cũng đơn giản. Thì nào giờ vẫn vậy. Ăn vừa xong, chưa kịp dọn rửa thì có vài người đến mua mấy thứ linh tinh: nước mắm, đường, muối, trứng vịt. Chị quay tới quay lui, hết lấy món này đến món kia. Bán xong, chị quầy quà bước ra sau rửa mâm chén. Tôi tranh thủ leo lên mui ghe ngồi rít điếu thuốc, chờ chị rửa chén xong để xuống lái ghe đi tiếp. Trong ngày có lẽ thong thả nhất là những lúc ăn cơm xong. Sau bữa sáng thì tranh thủ uống được ly cà phê, hút điếu thuốc, cũng có khi nhâm nhi tách trà nóng. Bữa tối thì ghe thường ghé lại nơi đông đúc, ăn xong có thể tranh thủ răng lên bờ đi dạo một chút rồi về. Cuộc sống quanh năm trên sông nước là vậy. Có người nói nó chòng chành như chiếc ghe, có người nói nó lèo bèo, có người nói nó bảy nổi ba chìm. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, chiếc ghe có nhiệm vụ là chạy, chạy không ngừng. Đời người cũng vậy thôi, cứ xê dịch mãi, chứ có dừng lại một chỗ bao giờ đâu. Chị hai tôi là dân thương hồ, nhưng là thương hồ tập sự, chứ không phải con nhà nòi. Chiếc ghe tạp hóa nhỏ của chị chạy đi bán khắp nơi, y như một căn tiệm di động. Ở đâu có người thì có ghe tới đó bán. Thường thì ghe chúng tôi đi bán ở những vùng xa xôi, nơi đường xá khó khăn. Nhưng nhiều nhất là vào trong đồng bán cho những người nông dân. Họ sống trong đồng vào mùa thu hoạch lúa, khi thu hoạch xong họ mới về nhà. Trong thời gian đó, họ không thể mua hàng ở đâu tiện bằng đón các chuyến ghe tạp hóa như ghe của chúng tôi. Tôi được giao làm tài xế cho chiếc ghe này. Suốt mấy năm trời dọc ngang vùng sông nước kinh rạch miền Tây, hầu như chị em tôi dành 6 câu.
nhất là vùng tứ giác Long Xuyên và miệt U Minh chúng tôi thường đi nhiều. Đi riết rồi quen, sống giữa sông nước mênh mang, dần dần cảm thấy bớt nhớ nhà. Việc buôn bán của chị không lờ lãi gì nhiều, được bao nhiêu sắm sửa cho con Nhi và mua thêm hàng hóa bán tiếp, chứ cũng không dư giả mấy. Vậy mà vui. Có lần ghé chúng tôi ghé ngang một xóm đông đúc, dân cư không giàu có lắm, nhưng coi bộ cũng có vẻ khá giả. Trong lúc chị tôi đang lui cui bán hàng, có một anh chàng nước da đen thủi mốc thếch, tóc xoăn chôm bôm như cái tổ chim, nhưng cách ăn mặc lại tỏ vẻ bảnh bao, bước lại ghé hỏi tôi. Ê, chị mày nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời nhát gừng. 30, có chi không? Đi bán như vậy bao lâu rồi? Con gái trắng trẻo mảnh khảnh, nhìn giống tiểu thư hơn. Vậy mà thấy buôn bán cũng ra vẻ dân thương hồ chính hiệu quá hả? Cũng vài ba năm, nhập gia tùy tục thôi. Ê, có chồng chưa mày? Nghe hỏi một thôi một hồi, cuối cùng tôi mới hiểu hắn đang dòm ngó chị mình. Tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn nữa. Chị tôi không thích mấy chuyện này. Không biết có chồng chưa mà con nhỏ 3-4 tuổi trong ghe kêu bằng má đó. Đừng hỏi nhiều, tính ve vãn hà. Tôi rộng vô mặt ông bây giờ. Tôi vừa nói vừa chỉ con Nhi đang chơi trong ghe. Hắn bị tạt gáo nước lạnh, mặt sụi lơ. Biết rồi, hỏi chơi vậy thôi chứ ve vãn gì, làm gì mà ghê vậy mày. Kiểu nói chuyện nghe mà thấy khó ưa. Tôi chui tuốt vô ghe, chẳng thèm để ý đến hắn. Tôi cũng khâm phục chính mình, bình thường hiền như cục đất, mà đánh võng miệng cũng có người sợ. Tôi cười ngất, mà nghĩ cũng tội nghiệp chị. Chị hai giao ghe lại cho tôi trông coi, nói là lên chợ mua vài thứ. Tôi cứ nhìn miết theo cái dáng gầy mảnh mai đang khuất dần về phía xa. Tội nghiệp, còn đang tuổi xuân thì, không phải là giai nhân, nhưng cũng là một cô gái khá. Nghĩa là nếu chị chỉ cần gật đầu, có cả khối đàn ông đi theo. Vậy mà chị chỉ suốt ngày trong cái ghe này, thân phận nổi trôi cùng sông nước, từ chối hầu như tất cả mọi giao tiếp với bên ngoài nếu không có liên quan đến chuyện mua bán. Đứa con gái nhỏ của chị mới mấy tuổi đầu cũng phải tập đi tập nói trên ghe. Một lát sau, chị hớt hải trở về, vẻ mặt tái xanh, nhưng lại hiện rõ vẻ vui mừng. Tôi chưa biết điều gì đã xảy ra, nhưng trước tới giờ, chưa từng thấy vẻ mặt chị như vậy. Kể từ ngày đó, chị hai trở nên lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, trước mặt tôi, chị thành con người khác, ấm nóng hơn, hồ hởi hơn, hăng say hơn. Tôi hầu như đọc được điều gì trong vẻ mặt đó. Chị nói gặp thơ của anh Đình đăng báo, rồi đưa tờ báo đó cho tôi coi. Chị hỏi tôi thấy bài thơ hay không. Cha mẹ ơi, chuyện văn chương chữ nghĩa này ai biết gì mà coi. Nhưng thấy cái tên Lê Phương Đình rành rành, biết chắc là anh rồi. Tôi ngồi im không nói, cứ dán mắt vô tờ báo, ra vẻ đọc đọc ngâm ngâm. Nhưng thật ra đang muốn chờ xem thái độ của chị. Chị vẫn không nói gì, vẻ mặt đầy tâm trạng. Cả tôi, cả chị không biết nói gì hơn, làm gì hơn vào lúc này. Ăn cơm xong, chị dỗ con Nhi ngủ. Con nhỏ cứ khóc xiết, không chịu ngủ. Nó tìm đủ thứ cách để trốn. Nói là hồi tối ngủ rồi, hôm qua ngủ rồi, không buồn ngủ nữa. Chị dỗ dành hết lời. Ngủ tối không đủ, phải ngủ trưa nữa mới lớn được. Ngủ thức dậy sẽ dẫn lên chợ mua đồ chơi. Giờ còn lấy tôi ra để hù họa. Không ngủ, cậu ba đánh đòn. Vậy mà con nhỏ vẫn không ngủ. Tình huống này quá quen thuộc. Chuyện tìm cách để cho nó ngủ là chuyện dễ như cơm bữa. Thậm chí là có thể đánh nó. Vậy mà không hiểu sao, chị lại không làm theo cách trước nay đã làm. Chị bẻ ngoặt theo hướng khác, cái hướng phải đi một vòng tròn rộng đáng sợ. Chị nhìn nó lâu, thật lâu, cái nhìn lạ lắm.
Hồi lâu sau, chị nói nhẹ. Nhi ngoan nè, ngủ đi, rồi má dẫn đi, gặp ba. Mắt con nhỏ sáng trưng. Ba hả? Chị nhìn nó, mím môi, nó nhát gừng. Ừ. Ba ra làm sao vậy má? Ừ, thì thôi ngủ đi. Rồi má dẫn con đi gặp. Nói con cũng không biết đâu. Con nhỏ làm sao biết mặt ba nó? Tự dưng chị đem ba ra nói cho nó nghe làm gì? Dễ gì con nhỏ chịu ngủ, tôi nghĩ thầm. Vậy mà nó chịu ngủ thật. Chị với nó còn nói thêm vài câu gì đó, rồi nó nhắm mắt nằm im re. Lát sau đã ngủ khỉ. Sao chị nói về ba trước mặt nó chi vậy? Nó có biết gì đâu. Sao không? Tình cha con mà, biết liền. Chị khủng quá trời rồi. Nói rồi, tôi bỏ lên mui ngồi uống trà, vẫn nghe tiếng chị đuổi theo. Ừ, tao khùng. Tao khùng mới để con tao mồ côi cha nè. Nghe chị nói mà lòng tôi đau thắt. Có cái gì đó nghe buồn buồn, tưởng chừng như hàng vạn tấn hắt hiu đang nhào xuống chiếc ghe này. Trời ơi, chi mà khổ vậy chị? Chị em tôi là con trong một gia đình không giàu có gì lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nghĩa là nếu chúng tôi không đi ghe, tía má đủ sức lo cho chúng tôi cái nghề khác. Mà theo má nói là phải an cư thì mới lạc nghiệp con à. Trôi nổi kiểu này hoài, sao làm ăn giàu có lại với người ta? Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, bây giờ chị hai cũng đâu cần giàu có gì. Chị đi ghe là vì cái khác. Má biết tòng cái mục đích của chị đi ghe, nhưng má vẫn im lặng, làm ngơ để chị đi. Đêm đó, ghe đậu lại ở một chợ nhỏ. Mới 3 giờ sáng, cái bến vắng tanh hồi hôm qua, bây giờ tự dưng xôn xao tiếng giao hàng trả giá, tiếng chửi bới lằng nhằng cũng có. Sóng vẫn đánh vào thành ghe đều đều, nghe ỉ oạp. Tôi không ngủ được, tự viện cho mình cái cớ là quá ồn ào. Mặc dầu rõ ràng là đầu óc mình đang lo cho chị, cho con Nhi. Tôi bước ra mũi ghe hút điếu thuốc. Gió thổi man mát, lôi những làn khói thuốc đi đâu xa lắm. Con Nhi vẫn ngủ khỉ, nhưng chị đã thức. Tôi biết vậy. 20 tuổi, chị hai bước lên xe về nhà chồng. Thằng út em tôi khóc ngất. Chị nói cũng đâu phải đi luôn, thỉnh thoảng sẽ về thăm nhà. Nhưng lúc đó trong đầu óc non nớt của nó chỉ nghĩ là chị phải tới cái nơi mịt mùng khỉ ho cò gáy nào đó rồi ở suốt trong ấy. Tôi thì buồn buồn, không biết liệu rồi chị có hạnh phúc hay không. Người ta nói những người tài hoa đa tình cũng thường hay dễ phụ bạc. Anh Đình cũng là một người đa tài và đa tình. Phải nói anh là một chàng lãng tử chính hiệu, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc. Không chỉ anh đều có thể làm, mà còn làm hay nữa là đằng khác. Hầu như khi yêu một người con gái nào, anh đều làm dăm ba bài thơ tặng cô ấy. Chị tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi biết, chị yêu anh không phải vì cảm động với những bài thơ đó. Có thể chị tìm gặp nơi anh một cái gì đó đại loại giống mình. Chị hai thường nói, anh là người có máu lang bạt kỳ hồ. Thỉnh thoảng anh lại đi một nơi nào đó không biết, làm gì đó không biết, để rồi khi về nhà lại cặm cụi viết viết. Cứ thế, những xấp giấy dày lên dần, những trang bản thảo gửi đi, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm. Vậy mà anh vẫn cặm cụi. Rồi một hôm, anh cũng lại tất tả ra đi như mọi khi. Trên người chỉ mang theo chiếc ba lô gọn hơ, chứa vỏn vẹn vài bao bộ quần áo và xấp giấy dày mo. Chị cứ tưởng cũng như những lần trước, anh đi ít bữa rồi về. Nhưng không ngờ anh nói, có ai nào đó chịu xuất bản tác phẩm của anh. Cái tác phẩm ấy có tên là Dòng sông trắng, dòng sông đen gì đó, chị không nhớ rõ. Chị chỉ biết rằng anh đã thành công. Anh phải đi theo tiếng gọi của nghệ thuật, bắt đầu một chặng đường mới. Chừng nào
hết còn gì để viết, anh sẽ về. Vậy là anh cất từng bước đi ra khỏi căn nhà của mình. Chị chỉ nhìn theo mà không nói một lời ngăn cản. Lúc ấy trong bụng chị đã có đứa con của anh. Điều này thì anh không hề biết. Chị có thể dùng đứa con để làm lý do buộc anh ở lại. Điều đó có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng chị không làm. Sau này chị kể, lúc đó chị thấy trong ánh mắt anh lóe lên một cái gì đó hạnh phúc lắm, như vừa tìm được tri âm, vừa thấy được con đường sáng trước mặt, nên chị để cho anh đi vậy thôi. Anh đi rồi, chị trở về nhà tía má, không khóc, không cười, chỉ buồn buồn một cái gì đó xa lắm. Má khóc hết nước mắt, tía lặng nhìn chị không nói gì. Má la, nói con này ngu, không biết cản nó, để bây giờ nó đi rồi, ai lo cho hai mẹ con. Chị nhìn má, hai đôi mắt nhỏ xíu bắt đầu hơi ướt. Chị nói nhỏ với má hay với chính chị cũng không rõ. Để cho anh ấy đi má à? Anh ấy là người lang thang, kẻ độc hành. Cản được bây giờ, chứ có cản được suốt đời đâu. Thôi thì anh ấy cứ làm những gì mà mình thích. Khi nào mỏi chân thì anh ấy vẫn còn có vợ con để mà về. Vậy là anh định đi, biển biệt tới bây giờ. Con Nhi sinh ra vừa tròn năm, chị xin tía má ít tiền, nói là để đi ghe mua bán. Má nhìn chị chân chân nói, trời ơi, con nhỏ này khùng thiệt rồi, hết bị chồng bỏ, đến đòi đi ghe. Sao mày toàn làm chuyện tào lao không vậy hai? Nhưng rồi bà cũng cho chị mớ vốn. Nghe nói hình như do tía khuyên má, nên để chị đi cho khuây khỏa, nên bà mới chịu. Số tiền đó đủ đóng chiếc ghe. Phần còn dư, chị rủ tôi hùn thêm vốn để mua vài thứ linh tinh, rồi hai chị em chạy trên sông nước bán. Lúc đầu tôi nghĩ chuyện đi ghe chắc là chớt cuối rồi. Vừa cực, vừa buồn, ai chịu nổi. Sao chị lại không mở tiệm tạp hóa bán trên đất liền mà đi ghe chi cho cực? Nhưng rồi, tôi cũng hùn ít tiền, lót tót đi theo. Ngày đó, má khóc sướt mướt như con nít. Má không lo cho thằng con trai như tôi. Nhưng má sợ đứa con gái vốn quen với nếp sống tiểu thư và cháu ngoại còn đỏ hòn. Trong đầu bà nghĩ đến mọi thứ. Không biết chị hai có chịu được cực khổ nắng gió không? Cháu ngoại mình sống trên ghe, ăn uống có đủ dinh dưỡng không? Sống lênh đênh trên nước nguy hiểm quá. Hai mẹ con không có người chồng, người cha, có thể đứng vững trước sóng gió không? Đủ thứ để má lo nghĩ. Nhưng thôi, cũng phải nuốt nước mắt cho chị đi. Chị hai đã quyết rồi, khó ai mà cản được. Má cũng hiểu điều này. Nhiều người khách quen mua hàng của chị nói chị hiền. Tôi thì không nghĩ vậy. Chị là người vô cùng ương bướng một cách khó hiểu. Chị không thích ràng buộc, không thích tự đẩy mình vào một khuôn khổ nào cả. Việc gì đã quyết định là làm tới cùng, dù có những chuyện biết rằng sẽ thất bại. Ai cố ngăn cản, chị càng quyết làm bằng được. Có lẽ ở điểm này tôi giống chị, mà cũng phải. Người đã mất một cái gì to lớn thì ngoài việc nghĩ cách tìm lại, đâu còn nghĩ chuyện khác được. Nếu có ai đó nghe được câu chuyện, chắc sẽ nói chị mê muội, thậm chí là thèm đàn ông. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Chị không tìm chồng mà tìm cha cho đứa con. Chị không tìm tình yêu cho bản thân mà tìm lại tình cảm thiêng liêng nhất vốn dĩ phải dành cho con mình. Chị không cần anh ấy phải xin lỗi rồi quay trở về, mà chỉ cần cho anh ấy biết là mình có một đứa con. Cần một câu nói, một cái hôn lên má con Nhi. Chỉ vậy là đủ rồi. Nói chung, chị tìm anh chỉ vì những điều rất lập dị. Tôi không khuyên ngăn vì tôi hiểu chị hơn ai hết. Mà có khuyên cũng chắc được đâu. Cứ đi đến nơi cần đến, cứ làm những việc muốn làm, như vậy sẽ thanh thản như hút một điếu thuốc rồi thả khói lên trời, như từ từ nhấm nháp tách trà rồi đánh ực. Còn nếu không có kết quả
thì ít ra cũng sẽ cảm thấy bớt đau hơn. Cái gì đến rồi cũng đến, điều ấy tôi đã lường trước. Sáng hôm sau, chị nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu rồi nói thật khẽ. Chắc chị phải tìm anh Đình thôi. Chị còn con Nhi. Tôi vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, ngó bâng quơ. Khi làn khói chỉ còn lại những vệt trắng thuộc về quá khứ, tôi mới hỏi cũng chỉ là vu vơ. Anh Đình đang ở đâu? Nghe người ta nói anh đang ở Long Xuyên. Chị tính đi thiệt hả? Ừ. Thôi được rồi. Chị muốn đi đâu, em chở chị đi. Có lẽ khi nói điều này với tôi, chị hai đã biết trước rằng thế nào tôi cũng sẽ phản đối kịch liệt hoặc là tỏ thái độ gì đó đại loại như thế. Nếu vậy, chị sẽ đi một mình, đi để tìm cha cho con Nhi. Chị không ngờ tôi lại đồng ý. Cả tôi cũng không ngờ mình lại nói ra được như vậy. Thực sự lúc ấy tôi đang nghĩ gì? Tại sao cái tánh nóng không trổi lên, cái ương bướng không xuất hiện để nói được một chữ không gọn hư cho khỏe? Tự dưng tôi cảm thấy thương chị quá chừng, thương hơn bao giờ hết. Đi thì đi. Ghé đến Long Xuyên sau mấy ngày lênh đênh, suốt mấy ngày đó chị như người mất hồn, cứ lo nghĩ đâu đâu, bán buôn không được gì cả. Còn Nhi thì cứ ríu rít hỏi mẹ chừng nào gặp ba, ba ra làm sao. Có nhiều đêm chị nằm trong khoang khóc thút thít, như có chuyện gì ấm ức lắm, nhưng lại không muốn cho ai nghe. Ừ, thì chị cứ khóc đi. Khóc một lần cho hết, rồi còn gì lo cho con Nhi nữa, phải không chị? Sáng vừa dạng mặt người, chị đã nhảy tót lên bờ, đi đến chiều mới trở xuống ghe, mặt phở phạc, ngó mông lung, chẳng để lục lọi cái gì. Gần tối chị nói, có bà chủ quán cà phê nói, anh Đình có ghé quán uống nước, nhưng anh ấy đi Mỹ Tho từ hôm qua rồi. Rồi chị nằm xuống ôm con Nhi vào lòng, mái tóc dài phủ nửa bên mặt. Qua ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn trên bến, tôi thấy khuôn mặt chị run run. Không biết chị có muốn đến Mỹ Tho nữa không? Mà đến Mỹ Tho rồi, liệu có gặp được anh Đình không? Hay lại quầy quản ra đi? Anh Đình và giấc mơ nghệ thuật của anh vẫn còn phía trước, vẫn lang bạt kỳ hồ như sở thích của mình. Còn chiếc ghe này, chở theo vợ và đứa con của anh, vẫn nổi trôi sông nước, dạo khắp xứ sở. Cứ coi là đi bán buôn cũng được, hoặc coi như đi tìm anh cũng được. Những chuyện đó không là gì cả. Ai cũng như ai, cũng phải nổi trôi giữa cuộc đời này thôi. Đi mãi, nhưng mấy khi được quay về. Hai cánh bèo cùng trôi trên một con sông, nhưng mới đến khi nào hai cánh bèo ấy mới gặp được nhau. Vừa nghe chuyện ngắn Dòng chảy cuộc đời của tác giả Vĩnh Thông. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, một quãng đời chuyên chuyên chìm nổi của người phụ nữ được diễn tả dưới cái nhìn của một chàng trai mới lớn là nhân vật kể chuyện xưng tôi. Chính vì thế cho nên sự chân thực trong trẻo trong việc khắc họa chân dung nhân vật đạt độ tin cậy nhất định. Mượn không gian sông nước miền Tây, tấp nập bán mua, tác giả tạo đất sống cho nhân vật chị hai bằng tất cả những va đập mưu sinh và cả nỗi niềm nhiều góc khuất của người phụ nữ. Bản năng sống mạnh mẽ với đam mê của tuổi trẻ đã cuốn chị vào vòng xoáy với tình yêu anh Đình, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ. Bị chồng phụ bạc, bỏ rơi nhưng chị vẫn đau đáu ngóng chờ và chẳng quản sông nước mênh mông, chở con đi tìm chồng và không thôi hy vọng. Tác giả thể hiện sự am hiểu đời sống sinh hoạt người dân miền sông nước và khéo léo tạo nên một cốt truyện không nhiều tình tiết nhưng sâu đậm tâm trạng. Sự quan sát tỉ mỉ và thái độ đồng cảm chia sẻ của người kể chuyện xưng tôi đã tạo nên nhân vật chị hai với các khía cạnh vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh. Tính cách chị hai được khắc họa một cách chân thực
với lòng ham sống cùng nỗi đam mê tình yêu với chồng, với con, khiến chị trở nên xô lệch, nhưng hẳn về một phía khá cực đoan. Mỗi thông tin mới về anh Đình chỉ khiến chị càng thôi thúc ý nghĩ phải đi tìm anh bằng được, cũng đủ nói lên tâm trạng phấp phỏng bất thường của chị. Tác giả phát huy điểm mạnh của lối phân tích tâm lý tâm trạng nhân vật luôn gắn với nhiều biến động hàng ngày, đầy vui buồn trăn trở, có liên quan mật thiết với nhân vật. Hình ảnh có tính chất ẩn dụ như dòng sông, cánh bèo, chiếc thuyền được sử dụng với mức độ đậm nhạt khác nhau, góp phần làm tăng sức biểu cảm và chiều sâu của nhân vật chính. Bây giờ chúng tôi mời các bạn nghe bài thơ Thương Hồ Ca của tác giả trẻ Quân Tấn ở đồng bằng sông Cửu Long để hiểu thêm về một nét văn hóa vùng sông nước Nam Bộ. Đêm đồng bằng dừng chân chợ nổi, bồng bềnh vang khúc Thương Hồ Ca. Ca rằng sông nước mênh mông, Thương Hồ một mái chèo rong bến đời. Đêm xa khơi, sông nước xa khơi, chờ ai đâu bến đời. Cây bẹo ngủ yên rồi, khúc Thương Hồ bấy giờ sóng nổi. Sóng rằng ta là sóng, con sóng đồng bằng ngàn năm bồi hồi, con sóng đồng bằng phù sa đắp đồi. Hãy trở về đi ruộng đồng đang đợi, bến nước đình làng tháng ngày mòn mỏi. Sóng gió vô chừng biết đâu may rủi, hãy trở về đi mái ấm thân thương. Cau trắng hiên nhà tóc mẹ pha sương, Thương Hồ đời mờ mịt lối. Thương Hồ mờ mịt lối. Sóng nấc vỡ đêm, gió gầm gào thổi, bão lòng thương khách, trăng sao cũng mờ đi. Cây cỏ có vô chi, những cột còng già hai bờ sông ngủ yên hím hít mắt. Lau lách bạc đầu hiu hắt, giữa dòng trôi cô đơn một cánh lục bình trổ bông tím. Hầy, gân vòng như dây chảo, hầy, ngực căng buồm căng, ván thuyền bám chặt đôi chân, sóng nước mênh mông đất bằng. Đăm đắm mắt, nhìn vì sao phương Nam, soi bóng hình cha ông ngày mở nước, lưỡi mác vung lên, hùm beo dội ngược, uống mật ong rừng bắt sấu trên sông. Phóng khoáng tâm hồn nắng gió Cửu Long, hai chữ lợi danh tháng mười nước bạc. Máu thịt nghĩa tình bao giờ nói hết. Các bạn thân mến, sớm được biết đến trong làng văn trẻ ở mạng truyện ngắn về đề tài xa xứ, Nguyễn Hữu Tài ngày càng thể hiện được sở trường của mình. Những truyện ngắn của cây bút này, từ chỗ được viết một cách bản năng tùy hứng, đã dần chạm được vào những vấn đề đáng suy ngẫm
của cuộc sống tha hương ở xứ người. Chuyện ngắn Bão Về ghi đậm dấu ấn trong phong cách viết ngày càng trưởng thành hơn của Nguyễn Hữu Tài. Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này. Gió thổi mạnh, rít từng cơn giận dữ, đập mạnh vào cửa sổ. Tòa nhà rung lên bần bật trước trận cuồng phong của trời đất. Mưa rớt xuống trần nhà nặng nhọc, cứ ngỡ trời sắp sập tới nơi rồi. Nước lênh láng đầy sân, lóp ngóp lụt. Đèn chớp nhá, phụt tắt, rồi từ từ sáng lại. Cả đời đối diện với không biết bao nhiêu cơn bão, nhưng nhìn ra ngoài lúc này, dì ba thấy bồn rùn cả chân tay. Mọi hôm, 5 giờ, dì mới dậy nấu ăn cho tụi nhỏ đi làm. Nhưng bữa nay mới 4 giờ dì đã dậy, khoác vội tấm áo, bật đèn, ra bếp lui cui đun nước châm bình trà tí nữa dượng dậy uống. Ngủ sao nổi, khi ngoài kia cứ như là tận thế tới nơi. 3 năm ở Mỹ, dì vẫn giữ thói quen bên nhà, dậy thiệt sớm. Dẫu đông hay hè, mưa hay nắng, mặt trời có hay không, cũng giờ đó là trở mình. Đọc báo nghe đâu người ta bảo, cái đồng hồ sinh học nó vậy rồi, ngủ nướng cũng không được nữa. Nhà vắng tanh, chỉ có ông bà già lủi thủi với nhau, có chuyện gì chắc chết quá. Tối hôm kia trước khi bay qua Cali, ăn đám dỗ 3 thằng rể, bé dặn kỹ, nếu có chuyện khẩn cấp, phải gọi liền cho nó. Lỡ liên lạc không được thì bấm 911 rồi để yên đó. Không thì hét thiệt to cho người ta biết đường tìm thông dịch hay chạy tới cấp cứu. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, dì ba lật đật ra mở. Ủa Liễu, có gì không mà bay lội mưa băng gió qua đây sớm dữ vậy? Má con mất rồi dì ơi. Liễu khóc. Nước mưa hòa nước mắt ướt đầm đìa mặt. Dì sững cả người, không tin vào tai mình. Phải một lúc sau, dì mới ôm lấy Liễu vỗ về an ủi. Vô đi, ướt như chuột lột rồi kia kìa. Mà chị mất khi nào bây? Dạ, tối hôm qua. Bên nhà điện thoại qua, nói má nằm ngủ, lên cơn đau tim rồi đi luôn. Tội nghiệp, thế bữa nào chôn bây có về không? Dạ, thầy nói ngày mốt tốt, con thì chắc không về gì ạ, tới nơi cũng chẳng nhìn được mặt. Con lấy tiền mua vé gửi về làm đám tang, chứ biết sao giờ. Bây tính vậy thì tội má bây quá, mà thôi, chuyện nhà bây rành, tao không dám bàn. Ngồi đây chờ tao chút xíu. Dì lút xúp chạy vô phòng, chưa tới một phút dì ra, cầm tờ 100 đô la, rúi vô tay Liễu. Cho tao với dượng gửi phúng viếng má bây, khi nào có dịp về quê tao ghé thắp cho bà cây nhang, cho trọn tình trọn nghĩa. Dì tiễn Liễu ra tới cửa, gió thổi mạnh, thiếu điều bảy dì bạt vô trong. Ai mà tới nhà mình sớm dữ vậy? Còn Liễu, nó qua báo tin chị bảy mất tối qua. Tội chưa chứ, chị bảy bệnh gì mà đi đột ngột thế? Nó nói là chỉ lên cơn đau tim rồi đi luôn, mới 71 chứ nhiêu. Đời giờ sống nay chết, mai không biết đâu mà lần. Thế tụi nó có về chịu tang không? Nó nói không về được. Con này cũng bậy thật đấy, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Chắc nó lo tốn kém, vé gấp mà, mắc lắm. Mà thôi, đèn nhà ai nhà ấy rạng, biết tính sao giờ. Ông ăn gì không, tôi nấu cho ăn. Thôi, pha cho tôi bình trà uống ấm bụng là được rồi. Dượng ba ngồi bỏ chân lên sofa, mở tivi nghe tin bão. Dì ngó dượng, dượng ngó dì, thở dài mấy thảm. Những lúc nhà vắng người, hai ông bà cũng ngó nhau hoài, nhưng không hiểu tại sao bữa nay thấy buồn dữ quá,
Chắc tại trời đang bão bùng, cộng với cái tin báo tử của chị hàng xóm thủa xưa, làm lòng đau dạ xót. Mấy chục năm rồi, từ ngày bỏ xứ đi, cũng chưa có dịp gặp lại bà Bảy. Lúc qua đây, dì mới biết Liễu sống cùng khu chung cư với mình. Đúng là duyên nợ. Hồi ở bển, mỗi khi nghe tin ai mất, mấy đứa con bên Tây bên Mỹ không về, dì trách dữ lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì chăng nữa cũng phải về chịu tang cho phải lẽ chứ. Chứ sống bên nó giàu sang làm gì mà cái tình nó cạn, cái nghĩa nó mòn. Qua đây mới biết, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhưng mua cái vé và thủ sẵn ít ngàn đô cầm về đâu phải dễ. Rồi còn quà cáp cho bà con nữa. Nói gì thì nói, dì cũng muốn chết bên nhà, gần họ hàng, quê hương xứ sở. Chứ chết ở đây trơ trọi canh cô mổ quả lạnh lẽo lắm. Dì vén rèm nhìn ra cửa sổ. Những chiếc lá khô cuối cùng cũng vội lìa cành bởi trận cuồng phong, lềnh bềnh trôi giữa dòng nước chảy tràn như thác đổ. Tivi đang chiếu tin bão, đường phố vắng tanh ngập nước. Ngay chỗ góc đèn giao thông, anh chàng phóng viên to con, chùm áo mưa kín mít, nước ngập tới đầu gối. Một tay cầm micro, tay kia ôm cột đèn, sợ gió thổi bay đi mất. Ngoài biển, sóng cao cả thước ập mạnh vào bờ, cuốn mấy căn nhà đi phăng phăng như đồ chơi con nít. Tiếng xe cứu thương hù hụ réo vang. Dì quay qua chồng than thở nói. Coi bộ, trận bão này y chang trận năm mẹo ông Heng. Nhớ cái lúc tôi với ông bị kẹt ngoài chung, nước lên tới nóc, sợ gần chết. Tự nhiên dì thấy miệng mồm lạt nhách, thèm có rổ trầu têm một lá, quét tí vôi, sắt miếng cau, lấy thêm cọng rún, ngồi nhai cho đã. Ăn trầu mấy chục năm nay, quen miệng rồi, vậy mà đành đoạn bỏ. Bên này cau trầu tươi khó kiếm quá, toàn ba cái đồ đông lạnh chán ngắt, chả ngon lành gì. Với lại, sợ bữa nào quen miệng, dì nhổ cái bẹt đầy nhà, tụi nhỏ gớm chết. Có lần bé kể, có một bà kia, con cái đi làm bỏ bà ở nhà một mình, buồn quá cầm lòng không đặng, bà ra trước sân ngó ngược ngó xuôi, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Người đi đường thấy miệng bà đỏ lòm, tưởng bị ai đánh, ói máu, nên lật đật kêu cảnh sát tới. Tiếng Anh không rành, phải trái không biết phân trần. Họ sợ bà chết nên hú còi trở thẳng vô bệnh viện cấp cứu. Khi cảnh sát liên lạc được với đứa con, mới biết đó là thói quen ăn trầu của người Việt. Họ cười một bữa muốn khùng. Riêng bà già sợ phát khiếp, từ đó về sau không dám ra trước sân ăn trầu nữa. Thiệt hư chưa tỏ, nhưng nghe xong dì cũng đổ mồ hôi hột. Bữa nay ngày mấy rồi bà? Ông hỏi âm hay dương? Đang ở Mỹ thì hỏi dương chứ âm chi trời? Ai biết, bữa nay là 29 tháng 10 rồi, sắp hết năm nữa rồi đó. Mà ông hỏi làm chi vậy? Tuần sau, anh Bảy Năng rủ tới nhà ảnh họp đồng hương. Bà đi với tôi không? Ai chở mà đi? Ừ nhỉ, tôi tính kêu vợ chồng con bé mà sợ nó bận. Nhờ anh Bảy thì xa quá. Chắc gọi lại báo ảnh thôi không đi nữa. Thôi, để tụi nó về, tôi hỏi một tiếng coi sao. Lâu lâu cũng đi cho khỏi cúm càng cúm chân ông ạ. 3 năm, dì với chồng ngồi trong căn hộ này, nhìn đời qua khoảng không gian bé tí teo của cửa sổ mà thương cho kiếp ly hương. Dì nhớ những chiều xách giỏ ngồi sau xe, kêu ti chở đi thu tiền huê tiền góp. Nhớ khu chung cư nhộn nhịp sầm uất đất Sài Gòn, ngày nào cũng xuống ăn hàng nói sóc với mấy bà hàng xóm. Giữa thành phố ồn ào quay cuồng trong cơn lốc kiếm tiền, những người lớn tuổi như dì vẫn tìm được chút niềm vui nho nhỏ riêng mình với những người bạn già gắn bó với khu phố cũ kỹ ấy. Sau ngày giải phóng, dì Dượng ẵm 7 con chạy vô Sài Gòn sinh sống, gom tiền mua được căn hộ chung cư trên đường Hai Bà Trưng. Cái phòng nhỏ xíu chưa tới 15 mét vuông chứa 7 con người. Nhờ nó nằm cuối hành lang nên dì lén tránh quyền cơi bên trái nới bên phải, cơi bên trên nới bên dưới.
diện tích tăng lên gần chục lần. Chả nghe ai nói gì, nên cứ thế mà rộng thêm. Những năm 80, dì nhảy tàu buôn than buôn gạo, kiếm được bao nhiêu sắm vàng bỏ hũ giấu kín trong nhà. Thấy bà con cô bác kéo nhau đi vượt biên, Dượng cũng thỏ thẻ với dì. Có bao nhiêu vàng cắt ca cắt củm, đưa chồng dẫn thẳng quân xuống miệt miền Tây, chung vàng, lênh đênh trên những con tàu mục nát, mong đổi đời. Số Dượng xui, nhiều khi nửa đêm rón rén ra ghe thì bị bộ đội biên phòng phát hiện. Có lúc lênh đênh trên biển được nửa ngày, cũng bị bắt lại. Ở tù vài tháng, được tha, lại tìm đường chung vàng đi tiếp. Có hơn những chục lần tán gia bại sản, quân trễ nải việc học hành, khù khờ lớn không nổi. Thương con sót của, dì lại lôi Dượng về, rau cháo có nhau. Rồi phong trào con lai, ra đi có trật tự, bắt đầu. Nhà dì trở thành nơi trú chân của bà con ngoài quê vào ở nhờ chờ phỏng vấn. Cứ hết người này tới người khác ở vài bữa rồi lại đi. Mà kỳ lạ, nhiều người qua đó gọi vài cú điện thoại, gửi ít lá thư rồi chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Nằm đêm, dì trách họ bạc tình hết nghĩa, chẳng nhớ hồi chen chúc trong căn nhà chật chội, dì lo cho từng bữa ăn giấc ngủ về đêm. Dì đâu cần tiền bạc, quà cáp, chỉ cần họ gọi thăm hỏi tin tức, về thì ghé lại ăn bữa cơm, uống miếng nước, nhắc chuyện xưa. Chứ có thiếu thốn gì đâu mà xin xỏ. Rồi bé lấy chồng Việt Kiều, có quốc tịch bảo lãnh dì Dượng cho thỏa ước mơ đi Mỹ. Qua đây mới thấy mình sai, trách lầm người khác, rảnh rỗi đâu mà tin với tức. Ngay cả nhà dì, vợ chồng bé đi làm đầu tắt mặt tối cả ngày, chiều về ăn vài hột cơm rồi chui đầu vô phòng ngủ để mai còn đi cày kiếm tiền trả hóa đơn tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền uống. Chật vật trăm bề, ngay cả mình là mẹ ở chung nhà, nó cũng ậm ừ vài câu cho qua chuyện, chứ chả nói tình cảm được bao nhiêu. Gần 70 tuổi, nuôi con bạc tóc, giờ qua Mỹ tưởng hưởng những ngày an nhàn cho thỏa mùi Mỹ thì phải lóc cóc lo thêm 7 cháu. Lương bé không cao, gửi hai đứa cháu đi nhà trẻ cũng tốn mà còn lo người ta nuôi con mình không tốt. Thương con xót cháu, dì bảo, thôi để ở nhà cho ông bà coi, tụi mày yên tâm đi làm kiếm sống. Sáng dì dậy sớm nấu ăn, chiều chờ xe buýt thả cháu trước cổng thì đón vô tắm rửa cho ăn, bắt học bài. Rù rú trong nhà như tù nhân. Thỉnh thoảng cuối tuần, bé trở ra ngoài hóng gió. Mà cái thành phố quỷ gì mà buồn thỉu buồn thiu, toàn đồi với núi, Mỹ đen với Mỹ trắng. Năm thùa 10 thì mới thấy được một người châu Á da vàng mũi tẹt. Mà cũng gật đầu chào, chứ họ có hiểu gì đâu mà trò với cả chuyện. Nhiều khi điện thoại về nhà, cũng đâu dám than bên này buồn, bên này nhớ. Tụi nó cứ hỏi khi nào ba má về, cứ ậm ừ bảo vài bữa nữa. Cứ vài bữa hoài, vài bữa mãi. 3 năm trôi qua cái phèo lúc nào không hay. Bão tố gầm rú ngoài kia, nhưng chưa chắc dữ dội hơn trận bão trong lòng hai ông bà già ly hương biệt xứ. Má hả, nhà có bị gì không? Không sao, ổn hết. Tụi nhỏ sao rồi? Dạ cũng bình thường, tụi nó giáp với mấy đứa bên này thức cả đêm chơi game, đùa giỡn suốt. Khi nào tụi bay về? Dạ tối mai ạ. Má ăn bánh ít lá gai không? Bên chồng con mang từ Việt Nam qua đó. Ngon vậy à? Ờ, cầm về vài cái ăn chơi. Răng cỏ đâu còn, nhai không kỹ mắc cổ chết. Dưỡng ba tằng hắng. Bà nè, gì đó ông? Có chuyện này tôi muốn nói mà sợ bà giận. Già từng này tuổi, trên đầu hai thứ tóc, cái gì cũng trải qua rồi, hơi đâu mà giận hờn chi cho mệt. Hôm qua, Lý có gọi cho tôi. Lý nào? Thì... À, cái cô vợ bé của ông, cổ nói gì, nhớ ông hả? Nhớ thương cái nỗi gì... Lý bảo, tháng sau thằng Lương lấy vợ,
kêu tôi có tranh thủ được thì về cho vui. Dì Ba ngước mặt nhìn chồng, gặp phải ánh mắt soi mói của vợ, dượng lật đật quay đi chỗ khác. Dì không nói không rằng, quẩy đít vô bếp, lục đục xong nồi, lấy chỗ này chất qua chỗ kia, càm ràm, cho có chuyện để làm. Mấy chục năm nay, hễ không nghĩ thì thôi, chứ nhớ tới là khó chịu. Chồng mình mà, đầu ấp tay gối với mình mà, chia sẻ với người ta sao được. Hồi dượng xuống Cà Mau vượt biên, lẹo tẹo với Lý gần một năm. Quân mới 12 tuổi đầu nhưng biết hết, về kể cho dì nghe, không sót mảy may. Dì làm trận làm thượng, đòi ly dị cho xong, chứ sống trong tình cảnh này chịu sao thấu. Dượng thề thốt đủ điều, bảo chỉ qua đường thôi, không có dính dáng gì với nhau nữa hết. Đàn bà mà, nhẹ lòng nhẹ dạ thương chồng thương con, không muốn xào xáo trong nhà nên dằn lòng bỏ qua mọi chuyện. Nào ngờ, dượng nói mà không giữ lời, vẫn qua lại với Lý. Dì nhớ như in buổi chiều cuối tuần, Hồng hớt hơ hớt hải chạy vô gõ cửa, quán quýt nói thấy dượng ba đi vô quán ăn gần hồ con rùa với một người đàn bà lạ hoắc và thằng con trai giống ổng lắm. Dì điếng cả người, máu hoạn thư lên tới não, lật đật kêu bé trở đi bắt tại trận cho cạch mặt chồng. Dì lấy khẩu trang bịt mặt, thủ khúc cây, bưng hũ nước muối. Sợ chồng bị thương nên Hồng dám xài axit. Thêm mớ dây nhợ để trói gô đôi gian phu dâm phụ lại. Dì dặn bé, mày đứng trước cổng chặn đường không cho con khốn đó trốn, nhưng thấy ba mày nhào tới đánh tao thì mày lấy hũ nước muối tạt vô mặt cho ông lão quờ quạng, để tao trói đầu con đĩ kia lại, rồi lấy cây búa lên mặt nó. Hai mẹ con hùng hổ bước vô quán nằm khuất trong hẻm. Chưa kịp thở, dì thấy một người đàn bà khắc khổ, mặc bộ bà ba cũ mềm, ngồi trong góc lón lén ăn tô mì. Dượng ngồi thất thần, ra chiều yêu thương, đút từng muỗng cháo cho thằng nhỏ đen thui, đầu khét nắng. Dì sững cả người, lẳng lặng kéo tay bé bỏ về, không nói thêm một câu nào nữa hết. Kể từ sau lần đụng mặt, dì hận chồng dữ lắm, nhưng không hó hé một lời. Dượng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên cũng lầm lì im lặng. Vậy mà cái ghen lồng ghen lộn nhường chỗ cho sự cảm thông với người đàn bà nghèo khổ và thằng nhỏ đáng thương con rơi con rớt của chồng. Dù sao thì cũng là giọt máu của lão ta. Em của tụi nhỏ ít nhiều cũng liên quan tới mình. Con của gì ít ra nó cũng có đủ cha đủ mẹ nhìn mặt mỗi ngày. Còn thằng nhỏ kia thì có tội tình gì mà chịu cảnh thiếu thốn. Dì không thể kêu dượng dắt nó về đây chung đụng, cũng không thể kêu chồng xuống miệt Cà Mau làm chồng làm cha cho phải đạo. Thỉnh thoảng, dì rúi vô tay chồng một mớ tiền, kêu ông tranh thủ về quê thăm bà con cô bác ít ngày. Dượng mừng húm, xông áo xông quần đi ngay chiều hôm đó. Không cần nói, dượng cũng phải biết về quê nào rồi. Dì bỏ mớ xong nổi xuống đất, dựa lưng vô tường, lấy tay dằn lên ngực, lén nhìn ra phòng khách. Dượng ba ngồi bên bình trà, cầm lên bỏ xuống tới cả chục lần. Nửa giận, nửa thương, muốn đay nghiến, chửi cho sướng miệng, nhưng lại thôi. Hồi xưa đã im, không nói, giờ chửi rủa thì có ích gì chứ. Dì lặng lặng vô phòng, khép hờ cửa lại. Một đỗi sau đi ra, vén áo chùi nước mắt, rúi vô tay chồng sấp tiền đô mới cóng, dì giữ mấy năm nay từ tiền bán vàng lúc chuẩn bị qua Mỹ. Bữa nào kêu con bé chở ông đi mua vé mà về, mấy chục năm rồi ông cũng không làm được chuyện gì cho giao hồn cho mẹ con nó. Thôi thì tranh thủ lần này về, đứng chủ hôn cho thằng Lương khỏi tủi. Mà thôi, bà đi với tôi cho vui, chứ về một mình bỏ bà bên này tôi không nỡ. Tôi cũng còn một ít tiền tụi nhỏ cho, hai vợ chồng mua vé về chung hen. Về sao đặng,
bỏ tụi nhỏ cho ai. Bà cứ khéo lo, con bé có tay có chân, chứ đâu phải cùi què sứt mẻ gì mà không lo cho con nó khi bà đi vắng chứ. Dì thở dài, mặt rầu rầu. Để tôi tính coi sao. Mà ông ăn gì không để tôi nấu chứ đói. Bà nuôi tôi như là nuôi heo không bằng ấy. Cả ngày cứ bắt ăn hoài, ăn miết. Mà mưa gió kiểu này, có một nồi mắm ruốc kho bao chỉ với xả, ăn đã đời bà hen. Ừ, đã lắm. Ăn xong lên máu, nằm dãy đành đạch lại khổ cho tôi. Gió dịu lại, trời vẫn không ngớt mưa. Có lẽ bão đã tan hay giạt về một vùng nào đó xa xôi. Dượng cười buồn, đưa tay khều khều vai vợ. Dì Ba quay qua, liếc chồng một cái, tính chửi. Già rồi mà còn dượng, không biết sợ con nít nó cười. Nhưng nhìn cặp mắt buồn thiu của chồng, dì thấy nghẹn đắng trong cuống họng. Dượng cầm bàn tay dì, mân mê những ngón nhăn nheo, rồi siết chặt. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, dòng đầy trí nhớ, ngày mãi mong chờ, ngày sẽ.